Bước sang mùng 1 tháng 11 âm lịch, hai con giáp này gặp may liên tiếp, trời Phật chiếu cố, tiền tỷ cầm tay, tiêu ba đời không hết. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta khi sinh ra đều mong muốn có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và phú quý đủ đầy. Khi các bậc thầy, các chuyên gia tử vi học nghiên cứu số phận con người, hầu hết mọi người khi sinh ra đều được đặt định trong cung mệnh tử vi của từng con giáp và thêm ngày tháng năm sinh cùng giờ sinh thì sẽ được là số tử vi của từng người. Mỗi con giáp vào mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ được trời ban cho những cơ hội và những thách thức khác nhau. Khi xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học phương Đông, trong số 12 con giáp có 2 con giáp có là số may mắn nhất từ đầu tháng 11 âm lịch. Bắt đầu từ ngày này, 2 con giáp làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc cứ ùn kéo về nhà nhờ có sự hỗ trợ của các sao thần các tinh chiếu mệnh. Để nắm bắt được 2 con giáp này là 2 con giáp nào, vận may nào đến với họ trong tháng 11 tới đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. May mắn đầu tiên đó chính là tuổi Mão. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2020 của 12 con giáp, người tuổi Mão đón tháng mới với không ít thách thức và cả cơ hội mới đi kèm. Đừng quá lo lắng, sự tự tin và sự nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch của tuổi Mão, chính quan giúp cho công việc của bản mệnh được thuận lợi. Nhờ sự sáng tạo không ngừng mà bạn tháo gỡ được những khó khăn trước đây. Tháng 11 sẽ mang đến bài kiểm tra bản lĩnh sự nghiệp cho bản mệnh khi khối lượng công việc có thể tăng lên, nhưng cơ hội thăng tiến cũng đang chờ bạn ở tương lai gần. Hãy tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Đây là giai đoạn đặc biệt may mắn, mang đến cho bạn những cơ hội ngàn năm có một. Bạn đã nỗ lực nhiều trong năm qua, giờ là lúc bạn có thể tận hưởng những thành quả và suy nghĩ về hướng đi trong tương lai. Tứ hành xung khiến không ít con giáp tuổi Mão đang làm trong lĩnh vực dịch vụ nhận về một số kết quả không được vui, như bị khách hàng phàn nàn hoặc số hợp đồng giảm sút rõ rệt khi tình hình kinh tế khó khăn vì dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Thay vì phàn nàn hay đổ tại hoàn cảnh, thì bản mệnh nên bình tĩnh để tìm ra cách thức phù hợp để xử lý vấn đề. Thậm chí trong một số việc có thể mất tiền, nhưng miễn là giữ lại được uy tín thì mọi việc lại tốt đẹp như chưa có việc gì xảy ra. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về tài lộc. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2020 của tuổi Mão âm lịch, tháng này bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Vốn đã là người thực tế, nhưng trong tháng 11 này, đôi chân sẽ càng chạm sát đất hơn đến các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nhiều người nhờ kế hoạch tiền bạc chặt chẽ đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bạn an tâm hơn với kế hoạch tài chính của mình trong tương lai. Một số con giáp tuổi Mão cũng đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan nhất có thể. Bản mệnh là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chia các khoản tiền nhỏ. Vốn bạn chẳng bao giờ mơ về việc làm giàu nhanh, nên luôn tập trung vào việc tiết kiệm để có cuộc sống mà mình mơ ước. Nhờ những suy nghĩ thấu đáo về chuyện tiền bạc,
nên lúc này bạn có thể giúp một nửa của mình hoặc đồng nghiệp, người thân giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến chuyện tiền nong. Sao Thiên Đức hỗ trợ cho rất nhiều với người tuổi Mão phát tài, phát lộc trong thời gian này. Khi bạn đã có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn có nhiều hợp đồng mới phát sinh mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận đáng kể. Cho nên, để có thể kích hoạt tài lộc và may mắn thì người tuổi Mão hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi với năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân trong bạn. Từ đó có thể xua đuổi được những hung tinh, chiếu cát lành và cát khí quý nhân trong quá trình phát triển sự nghiệp, đầu tư và kinh doanh. Thứ ba, về tình duyên. Chuyện tình duyên của người tuổi Mão tháng này thực sự rực rỡ khi nguyệt lệnh lâm mộc dục chủ về đào hoa. Bản mệnh trở nên cuốn hút kỳ lạ mà chính bạn cũng không hiểu vì sao. Có thể nói, cho dù bạn có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, vì người ta luôn cảm thấy ở bạn có một điều gì đó khiến họ phải tò mò, tìm hiểu không ngừng. Người tuổi Mão có thể vô tình gieo rắc yêu thương vào lòng người khác mà không hay biết, nhất là những ai có tính cách trẻ, đáng yêu. Bạn thuần khiết và rất nhạy cảm nên khiến đối phương luôn muốn bảo vệ. Khuyên những ai độc thân nên cẩn thận với những lời ong bướm đang bủa vây lấy bạn. Có thể có người vì thích bạn nên họ quyết tâm chinh phục cho dù đã có gia đình, con cái, đuê huê. Bạn chỉ cần làm chậm mọi tiến trình lại là bạn sẽ biết ai là người đã yên bề gia thất, hạn chế việc rơi vào lưới tình, trở thành người thứ ba. Tháng 11 năm 2020 này, cơ giáp tuổi Mão được khuyến khích hạ bớt khiên chắn, mở lòng với thế giới nhiều hơn. Xây dựng khả năng ngoại giao là cần thiết để bạn phát triển sự nghiệp lẫn cuộc sống. Mặt tình cảm, đặc biệt thăng hoa cũng là cơ hội cho những cặp đôi có những chuẩn bị cần thiết cho tương lai. Dường như đã đến rất gần thời điểm mối quan hệ của hai bạn cần tiến lên nấc thang mới mật thiết hơn. Chính vì vậy, để kích hoạt tình duyên, cải vận đào hoa thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, xung khắc giữa các con giáp và tăng cường các mối quan hệ. Quý vị thân mến, trong tháng 11 âm lịch sắp tới, tử vi có cho thấy rằng ngoài tuổi Mão còn có một con giáp gặp may mắn liên tiếp, đó là tuổi Thân. Trong tháng 11 âm lịch, tam hợp xuất hiện tạo cơ hội lớn cho người tuổi Thân, dù bị tiểu nhân quấy phá nhưng vẫn có quý nhân tương trợ. Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 của 12 con giáp âm lịch, có thể có tiểu nhân quấy phá nhưng bên cạnh đó vẫn có người hỗ trợ bạn. Do đó, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của con giáp tuổi Thân khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào giải quyết mọi vấn đề. Mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào hoàn toàn do cách bạn phản ứng với những sự việc xảy ra. Trong tháng còn có thực thần ghé thăm, nhờ đó mà người tuổi Thân sẽ được hỗ trợ rất nhiều cả về khía cạnh tinh thần lẫn tiền bạc. Bạn đừng lo lắng mình không đủ năng lực, bạn chỉ cần nhờ tới người giỏi hơn bạn về lĩnh vực đó, không cần phải nghi ngại nhiều. Có thể nói, năng lực cá nhân không hẳn là không được đánh giá cao, nhưng chắc chắn sẽ không thể sánh được với năng lực của tập thể. Các công việc đội nhóm sẽ gặt hái nhiều thành tựu nếu bạn tìm được mảnh ghép thích hợp cho tập thể. Ngoài ra, bản mệnh cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt nhất để có thể giải quyết mọi vấn đề một cách đúng nhất. Từ đó giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, hung tinh, kẻ tiểu nhân và tăng cường cát khí. Thứ hai, về tài lộc. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Thân âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang có dấu hiệu tăng tiến dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Một số khoản đầu tư của bạn trong 3 đến 6 tháng gần đây đã bắt đầu có lãi. Tuy bạn chỉ mới thu về khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng về cơ bản, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã đi đúng hướng. Muốn tài lộc tăng tiến hơn nữa thì bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Với người làm công ăn lương, nếu bạn thấy năng lực của bản thân đã được khẳng định sau một thời gian,
mà chưa được ghi nhận thì hãy tìm cách cải thiện. Nói cách khác, bạn mẹ cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân nếu bạn cho rằng mức lương hiện tại không xứng đáng với công sức bỏ ra. Hoặc nếu có thể, hãy bán đi tài năng sẵn có cũng là một cách để bạn mở rộng thu nhập cho mình. Dù ở trường hợp nào, cũng đừng để người khác dùng miễn phí khả năng của bạn. Ngoài ra, để kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm là một pháp khí nhà Phật sẽ cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc của tuổi Thân. Ngoài ra, vật phẩm sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ bản mệnh trong quá trình phát triển công việc, đầu tư và kinh doanh. Thứ ba, về tình duyên. Tử vi tuổi Thân tháng 11 năm 2020 âm lịch, dường như có ai đó đang xuất hiện làm xáo động cuộc sống của con giáp tuổi Thân. Nhưng may mắn, đó là những thay đổi tích cực giúp bạn sắp xếp lại mọi thứ theo một cách khoa học và ý nghĩa hơn. Khi tam hợp xuất hiện cũng là cơ hội cao để người tuổi Thân đang độc thân tìm thấy được một nửa tâm đầu, ý hợp. Có thể bạn gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm, họp lớp, lớp học nhảy. Đời sống lãng mạn của con giáp tuổi Thân đặc biệt thăng hoa khi bạn dùng sự sáng tạo tuyệt vời của mình để tạo ra những sự kiện bất ngờ cho nửa kia. Có thể bạn sẽ muốn thay đổi không gian ngôi nhà hoặc cách sinh hoạt của các thành viên trong gia đình, nên nghe góp ý của mọi người rồi mới tiến hành. Ngoài ra, để kích hoạt tình duyên, cải vận đào hoa thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, xung khắc giữa các con giáp và tăng cường các mối quan hệ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.